Bộ Y tế cho biết tính từ 17 giờ ngày 29 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, cả nước ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước, giảm 807 ca so với ngày trước đó. Tại 36 tỉnh, thành phố có 4.550 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 790.755 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 786.208 ca, trong đó có 603.652 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Trong ngày có 25.322 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.815 ca. Trong ngày ghi nhận 159 ca tử vong. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 18,4 triệu mẫu cho 52,6 triệu lượt người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 42,1 triệu liều.